Rồi con xin chào các bác yêu xe đạp trên toàn quốc nha. Hôm nay con có mớ đồ linh tinh con đưa các bác tham khảo nha. Trên này con tháo lên chiếc xe bù gô nha các bác. Rồi đầu vô con giới thiệu cho các bác ha. Cái yên của nó nha. Cái yên này là cái yên tháo xe bù gô ra nha các bác. Đó, nhìn trên xe Pháp. Mà không có đóng mắt anh ba đăng ke nha. Cái này nó không đóng gì chứ. Đó, cái yên này cũng kháng đẹp nha. Nó có chỗ này chút xíu nha, cái yên này rất là mềm, da nó mắt là im nha, mịn, ngồi mềm đít. Và cái yên này là con dao lưu là 250 composite nha các bác. Đó, cái yên này có chữ nha, nó không có đóng mắt anh ba chân ke gì chứ. Rồi bác ngồi thấy được, alo con. Rồi cái đề Hugger nha các bác, cái đề Hugger này là của Pháp. Hugger này đóng mắt anh ba chân ke ha. Đề này đề sắt, bích xi đồ còn sáng đẹp ha. Nói chung cái đề này tháo xe Pháp ra. Đó. Tháo những chiếc bù gô ra đó. Cái sườn thì con mới bán, không bán gì Sài Gòn này ha. Đó. Rồi cái đề này là con giao lưu là 650 composite nha. Đề này đề 5, đề 6 thôi nha các bác. Thì bù gô được khoảng 5, 6 gì đó. Rồi bác thấy đừng lô con ha. Rồi có bộ tay cóc xin đét của nó luôn nè. Bên này là bên sang dĩa nha, bên đây là bên đề nè. Đó, cái này thường nó chồng vô mà bên đây nó có cái nút gùi nữa. Rồi cái bộ này là con giao lưu nè. 400k bao ship nha. Cái này về với bác bắt vô một chiếc xe xài một xài clip, xài clip sang clip không sang đĩa cũng được, một dĩa cũng được. Đó. Nó nói gì nè. Cái này chồng vô qua cái nút gùi luôn rồi, bên đây là bắt luôn nút gùi nha. Rồi, xin nét nha các bác. Rồi, con giao lưu, bác nào thấy ưng được alo con. Rồi, cái có cái con tăng nha các bác, cái con tăng này của the bù gô tháo luôn nha. Cái này cũng không có đóng mắc in ba găng kè, không có đóng gì hết trơn nha. Cái này có đóng nè. Xì tốt, inter, exeter, winter gì nè ha. Cái này nó đóng 1989 nha các bác. Ngày 2 tháng 2 năm 1989 nè. Con này bù gô 89. Rồi. Cái cây này con giao lưu là 330 composite nha. Rồi cây này là cây bông tăng Đài Loan nha các bác. Này cũng tháo xe Đài Loan ra là chắc cú là đồ Đài Loan nè. Rồi cây này con giao lưu là 250 gram ship nha. 250 gram ship cái cây này. Cũng khá đẹp nha các bác. Rồi con có bộ tay của nó luôn nè. Bộ tay này nó bẻ mẻ góc xíu đây nha. Này con không biết hãng nào nữa. Mafat. Này thì cái chỉ hiệu của hãng này là hãng Mafat. Bộ tay này con giao lưu là 250 gram ship. Hai trăm năm mươi cao ship cho bộ tay này bác nào nghe lo coi, nó có đóng mắt in ba căn kè luôn, cũng không dám nói là đồ chuẩn luôn nha các bác. Nó có cái vòng tròn mà chữ nó mạo khi mình đóng trong này nè. Rồi 250 thôi bác nào nghe lo coi nha. Rồi bộ tay Diacom nha. Tay Diacom này có báo da sáng đẹp nha, nút niết của ghim hết nha. Bộ này giao lưu là 400k bao ship. 400k bao ship cho bộ này sáng đẹp luôn. Bộ này quá là đẹp. Rồi con có cái này nè, cái đề ở cái đùm 1.5 nha, đùm sau. Đó, có 7 nha. Dằn găng ngoài nha các bác, cái này dằn găng ngoài nha. Ti đồ đẹp nè. Đó. Rồi cái này là con dao lưu là 250 cao ship, con xả luôn cái cuối cùng nha các bác. Mấy bác thiếu cái nào thiếu cái đùm sau thì xài này 36 lỗ cầm nha. Đó. Xả bác nào ưng đâu con. Rồi cặp đùm 1.5 xịn luôn. Cũng có 7 luôn nha. Cặp này thì nước nhôm, nước xi còn đẹp. Cũng 36 lỗ cam luôn. Có 7 luôn nha. Rồi cái cặp đùm này con giao lưu là 530 cao ship nha. 530 ship của cặp đùm này khá là sáng đẹp.
Rồi cạch ngàm nè các bác, cạch ngàm Ma Phát. Đó, hàng này hàng Martin ba căng ke nha. Đó, bằng nhôm, bốn cục gom zin luôn đẹp. Rồi cặp ngàm Ma Phát này còn xuất sắc luôn nha các bác, ốc luôn sáng mai gom đẹp luôn. Này vô xe Pháp nên là hết bài luôn nha. Dây đồ còn luôn, dây zin nó còn luôn nha. Nó cộng dây cũng còn luôn nha. Vỏ dây với dây còn hết nha. Rồi bộ này là con dao lưu là 550 cao ship nè. Đó là hơi lô con 550 cao ship. Rồi con có bộ giờ dĩa của nó luôn nha. Bộ giờ này sexy nha. Đóng chút là quết. Bộ giờ này là của hãng Lugac mà nó có đóng chữ nè, có đóng đây nè, dĩa đóng chữ nè. Cái này 52 nha, 5242 hai dĩa sắt luôn, còn mạ rất là đẹp nha. Đó, găng rất là dày luôn. Nói chung bộ này cũng còn khá được nha. Cậu này là con dao lưu là 950 cao ship nha. Nè, nó có chạy chút xíu cái này nha các bác. Thôi 800 chạy chút xíu rồi 850 thôi. 850 cao ship nha. Hàng này tháo xe bù gô ra luôn nha các bác. Mà không có đóng mắc lên ba căng ke nha. Hàng biết xe Pháp, đồ Pháp thì nó ghi nhiều đồ nó có giá trị nó không có đóng. Mấy hãng lớn thì nó đóng đầy đủ hết, mấy hãng vừa nó có đóng. Nè, giò đẹp nha. Đó, rồi mấy bác cũng về xài hai dĩa, xài cũng xài một dĩa cũng được nha. Đó, xài một dĩa thì gỡ ra thôi nha. Rồi, bạn nào thấy được alo con. Rồi con có ghi đông của nó luôn nè, ghi đông này trên xe bồ gô luôn nha, bị xét nha các bác. Thì sexy nha, bị xét cho mấy bác đi lắp xe đen được nè. Đồ Pháp nha, xe theo Pháp, xe theo xe Pháp nha. Nó mới ghi đông này, mấy xe này nó không có thể nó có đóng gì trơn cái này. Rồi cái này con giao lưu là 150 bao ship nha. 150 bao ship của cây sắt này. Có xét đó người ngồi lô còn gì mình lắp xe đen cái đồ cũng được. Rồi còn cái ghi đông này luôn nè, Đài Loan luôn nè, có cái chuông nè. Rồi cái ghi đông Đài Loan có chuông này luôn, con giao lưu là 300k bao ship luôn nha. Đó, có cái chuông luôn. Đó, à, bác nào thấy được thì alo con. Đó, chuông ngon lành. Cây di động cũng sáng đẹp. Rồi, hôm nay có con mới gì đó, bác nào thấy được cái nào thì alo cái đó nha. Rồi, con xin chào các bác, chúc các bác một ngày mới thật là vui vẻ.